Tuyết sẽ không cộng một tin chip không email Lò Văn Củi 22-2-2018 anh bảy thọt hỏi ông. Bà Hu, ông ba có đi chơi, chơi bởi gì nhiều chưa ông ba? Ông. Bà đáp, có chơi gì đâu bây ơi, cháy túi rồi. Dạ, làm gì? Dữ vậy, quýnh bài sao ông ba? Có thằng ở xóm lên chức bác rồi đó. Nghe là bác thằng bần cầm cố hết sạch tài sản rồi đó. Ông ba cười. Hì hì, bài bạc cũng có một phần, nhưng là bị sắp nhỏ nó dụ. Khí, tụi nó thông đồng, chấn lột, bội bội. Phần tránh là bởi bị lì xì. Con cháu nó nói phải như Singapore lì xì toàn dân, mà chỉ mình ông ba. Làm cán bộ nhà nước nên coi như đại diện lì xì cho cả dòng họ. Tuy về hưu nhưng đã từng làm thì coi như vậy, và lại ông bây giờ còn làm sếp hội hưu trí, hội người cao tuổi mà. Thuế má thì chẳng thu được, vậy là cái túi vô thiên lủng. Hì hì, được cái vui quá xá. Ông thầy giáo gục gật, vụ dụ khị này coi được, dụ khị dễ thương, dụ khị vui vẻ, chấp nhận, chứ không được như bài ca người ta chế à nghen. Chế sao ông thầy? Anh bảy hỏi. À, chế hát tùm lum, cũng bởi bậy bạ tùm lum, Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm muôn năm. Việt Nam Hồ Chí Minh ăn gian, bà con cô bác cười hề hề. Anh, năm ba gác ước, nhà nước mình mà được như Singapore, được như ông bà. Hu thì dân có chút tiền tiêu, và cái tránh là có niềm vui, có lòng tin, càng hưng phấn mẩn việc hen. Anh bảy thọt làm gương mặt, ngạc nhiên chưa? Trời đất, bớt giỡn đi anh năm, anh hạ xuống mặt đất dùm đi, ước chi ở trên trền, vậy anh nên ước sao nhà nước có chính sách hợp lý, quản lý khá lên một chút, đặng dân ta được có cuộc sống no đủ hết. Đừng có nơi còn thiếu đói, ăn chén cơm có miếng thịt miếng cá chứ đừng toàn mì gói, miếng rau miếng củ qua ngày. Ông hai đồng tình, ờ, ước. Vậy hôm ước chi cao vời vợi. À, mà sao điều ước đơn giản, sao khó vậy ta, sao xa xỉ vậy ta. Ông thầy giáo lắc đầu, đúng là điều ước nhỏ thôi mà xa xỉ, bởi họ còn đang bận lo lì xì toàn quan từ tiền của dân. Đầu năm vô gặp mặt tất niên, họ lì xì nhau rốp rèn, lấy tiền quỹ ra lì xì. Tiền quỹ ở đâu mà không phải tiền thuế, tiền phí của dân. Nhiều kiểu lì xì ẩn mặt nữa, như lì xì xe công, đi chùa, đi viếng, đi chúc. Đó đây còn một loại lì xì thì bị quanh năm. Bây giờ không ở trong cái phong bì nho nhỏ nữa, nó nằm trong cái vali bự tổ chẳng rồi. Đó là lì xì cho bọn tham nhũng. Tham nhũng thì đông như quân nguyên, và bởi quan bây giờ toàn là bọn ô lại, quan vô liêm sĩ, quan không có sợi dây thần kinh sỉ nhục, quan không biết lấy danh dự làm trọng, không cần tiếng thơm để đời, đất nước, dân chúng mặc bay. Lại một chuyện kỳ cục ở một đất nước quá chừng điều kỳ lạ. Tuyết sẽ không cộng một pin chip không email.